Ông Đinh La Thăng Khai xin chính phủ dự án do BBC. Quý vị thính giả thân mến, vào phòng xử án từ phòng cách ly, đứng trong bục khai báo, ông Thăng trình bày làm chủ tịch hội đồng thành viên của BVN từ tháng 2 năm 2006 đến năm 2007 với nhiệm vụ chỉ đạo các thành viên phê duyệt đường lối chiến lược, thực hiện đường lối của đảng, thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị thay mặt hội đồng thành viên ký. Theo ông Thăng, chính phủ đã triển khai cho phép BVN đầu tư phát triển dịch vụ do chỉ định các đơn vị thành viên thực hiện các hạng mục của tập đoàn. BVN đã xây dựng các công ty con phát triển chuyên ngành, trong đó có BVC với mục tiêu phát triển thành công xây lắp mạnh của tập đoàn. Việc chỉ định BVC là tổng thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 xuất phát từ chủ trương trong chiến lược phát triển của BVN đến năm 2025, trở thành tập đoàn phát triển đa ngành. BVN muốn nâng phần doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu, ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, phát huy nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Ông Thăng chậm rãi trả lời, chủ trương tập đoàn là đồng ý cho BVC là tổng thầu, hội đồng thành viên có nghị quyết thành lập liên doanh tổng thầu. Ông Thăng giải thích, chính phủ chỉ đạo khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình sớm, nhưng ông thấy thực hiện liên doanh tổng thầu sẽ mất thời gian, còn tổng thầu sẽ thực hiện nhanh hơn. Ông Thăng khai trong hoàn cảnh cấp bách đó đã xin chính phủ cho BVC là tổng thầu. Chủ tòa chất vấn, trước khi chỉ định thầu có kiểm tra năng lực tài chính của BVC không? Ông Thăng nói, năm 2010, BVN đã bán bớt cổ phần của BVC, thu được gấp 2,5 lần. Về năng lực thầu, BVC đã tham gia nhiều dự án như Điện Cà Mau 1, 2, Thái Bình 1. Khi tòa hỏi, có nắm được năng lực tài chính của BVC thời điểm năm 2010 không? Ông Thăng cho hay, theo báo cáo thì BVC đủ. Chuyển sang việc ký hợp đồng 33, vì cơ quan công tố xác định có sai phạm, ông Thăng chậm rãi khai không trực tiếp chỉ đạo ký. Ông Thăng giải thích, bởi lẽ ngày 24 tháng 2, bị cáo mới phê duyệt thiết kế hiệu chính, nghĩa là lúc đó bị cáo nhận thức được hợp đồng 33 vẫn còn thiếu các thủ tục. Thẩm phán Toàn ngắt lời và hỏi, vậy thì sao chỉ sau 4 ngày đã khởi công xây dựng được? Cảm ơn câu hỏi, ông Thăng giải thích cùng một lúc triển khai nhiều dự án cho nên BVN luôn chỉ đạo các công ty thực hiện đồng bộ công việc, không đợi việc này xong mới làm việc kia. Sau câu trả lời này, chủ tòa thông báo dừng phiên xử để giải lao, thẩm phán yêu cầu đưa ông Thăng về phòng cách ly. Trước đó, bị cáo Vũ Đức Thuận, cựu tổng giám đốc BVC, khai là tình hình tài chính của BVC khi nhận dự án nhiệt điện Thái Bình 2 là rất khó khăn. Sau ít phút bị thẩm vấn, ông Thuận và bị cáo Phạm Tiến Đạt bị đưa ra khỏi phòng xử án sang phòng cách ly. Ông Thanh truyền ra từ phòng xử án tới phòng phóng viên theo dõi qua màn hình trong sáng nay, bập bõm khó nghe. Là người tiếp theo bị thẩm phán, Trương Việt Toàn thẩm vấn bị cáo Trịnh Xuân Thanh không người khi đứng, mặc áo khoác xanh như hôm qua, song dáng vẻ có phần mệt mỏi. Nói chậm, bình tĩnh, ông trả lời thẳng câu hỏi. Tiếng ông Thanh qua loa phát ra nhỏ, ông khai tình hình tài chính năm 2011 của BVC. Qua kiểm toán thì vẫn có lãi, nhưng tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ. Mức vốn đầu tư cho các công ty con thành viên khác vượt so với vốn điều lệ khoảng 2.500 tỷ đồng. BVC thuộc có dịch vụ thi công xây lắp và làm một trong năm mũi nhọn kinh doanh của BVN. BVC thời điểm này không đủ vốn, nợ vốn, vay vốn mất kiểm soát. Ông Thanh khai trong bối cảnh khó khăn đó đã từng rất mừng khi được BVN chỉ định thầu thực hiện gói thầu nhiệt điện Thái Bình 2 cho dù năng lực còn chưa đủ. Bị cáo Thanh khai và cho hay trước đó BVC đã liên danh với Lilama xây dựng nhà máy điện đạm. Lãnh đạo tập đoàn BVN anh Thăng rất mong muốn dần dần nhà thầu trong nước có thể thay thế nhà thầu nước ngoài. Trả lời chậm, ông Thanh cho hay để đẩy nhanh tiến độ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nhanh, BVC đã thuê các chuyên gia nước ngoài. Thẩm phán Toàn hỏi, khi năng lực tài chính như vậy lại thực hiện tái cơ cấu, theo bị cáo đó là thuận lợi hay khó khăn? Bị cáo Thanh nói, BVN giao là có kế hoạch rõ ràng, thuận lợi nhiều hơn khó khăn. Thời điểm năm 2009 đến năm 2010, một số đơn vị thành viên đang làm ăn thua lỗ do đầu tư bất động sản. Khi thẩm phán yêu cầu trình bày về hợp đồng 33, ông Thanh nhận trách nhiệm về mình, dù không đầy đủ nhưng vẫn chỉ đạo ký. Thẩm phán hỏi, sao biết thiếu mà vẫn triển khai? Ông Thanh đáp, bị cáo có sai sót thì không đọc kỹ. Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa. Quý vị thính giả thân mến, sáng 18 tháng 1, Tòa án Nhân dân Hà Nội khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử hai ông Đinh La Thăng, 58 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Trịnh Xuân Thanh, 52 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây lắp Dầu khí PVC, cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. 42 luật sư tham gia bảo vệ cho các bị cáo. Ông Đinh La Thăng mời 3 luật sư gồm ông Phan Trung Hoài,
Đào Hữu Đăng, Nguyễn Huy Thiệp. Năm luật sư công trịnh xung phong gồm ông Nguyễn Quốc Hùng, Trần Hồng Phúc, Lê Văn Thiệp, Nguyễn Văn Quynh và bà Ngô Thị Thu Hằng. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên áp dụng quy định mới về phòng xử không có vạch móng ngựa. Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, điều 165 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Mức án ông Thăng phải đối mặt lên từ 15 đến 20 năm tù. Ông Trịnh Xuân Thanh bị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, điều 278 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Khung hình phạt ông Thanh phải đối mặt lên tới án tử hình. Trong số 22 bị can có 17 người bị tạm giam, 5 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 21 tháng 1. Theo cáo buộc, từ năm 2008 đến năm 2012, tổng công ty xây lắp dầu khí PVC do ông Trịnh Xuân Thanh là chủ tịch hội đồng quản trị và Vũ Đức Thuận có 13 công ty con, 12 công ty liên kết và 18 công ty đầu tư tài chính với tổng giá trị đầu tư tài chính là 3.400 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ của công ty chỉ có 2.500 tỷ đồng. Vì tổng mức đầu tư tài chính vượt gần 1.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ, làm mất cân đối dòng tiền đầu tư của PVC. Bắt đầu từ năm 2011, PVC đã phải trích lập dự phòng tài chính cho các khoản đầu tư và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác. Trong khi đó, cuối năm 2007, Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể trung tâm điện lực Thái Bình gồm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN được giao làm đầu mối đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đầu năm 2008, PVN giao cho công ty con là công ty điện lực Dầu khí PV Power thực hiện đầu tư dự án. Nhà chức trách cho rằng để tạo điều kiện cho PVC, ngày 22 tháng 1 năm 2010, ông Đinh La Thăng khi đó là chủ tịch hội đồng quản trị PVN xin thủ tướng cho đưa dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào danh mục các dự án PVN sẽ triển khai thực hiện trong năm 2010, cần được chỉ định thầu và đề xuất chính phủ ủy quyền cho hội đồng quản trị PVN quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu. Ngày 11 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng có ý kiến đồng ý cho PVN chỉ định thầu theo quy định của pháp luật, dù chưa có đánh giá về năng lực kinh nghiệm của PVC, chưa làm các thủ tục liên quan đến các lựa chọn nhà thầu. Nhưng ngày 18 tháng 6 năm 2010, ông Đinh La Thăng đã ký nghị quyết đồng ý giao cho PVC thực hiện gói thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Do đang mất cân đối về tài chính, với mục đích để PVC có nguồn tiền sử dụng, các ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đã chỉ đạo ông Nguyễn Duy Hải, phó tổng giám đốc PVC, ký công văn gửi ông Đinh La Thăng và Nguyễn Quốc Khánh, phó tổng giám đốc PVN, báo cáo phương án và kế hoạch triển khai hợp đồng EPC dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Theo đó, PVC tiến hành ngay các công việc sau khi ký hợp đồng EPC và khởi công gói thầu như đàm phán và ký kết hợp đồng với tư vấn tháng 3 năm 2011, hoàn thiện bản vẽ mặt bằng tổng thể, thiết kế và triển khai thi công tháng 3 năm 2011, hoàn thiện hồ sơ ngạch đề xuất gói thầu EPC theo tiến độ điều chỉnh thiết kế, FEED và hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư dự kiến từ tháng 3 đến tháng 5 2011. Ông Đinh La Thăng chỉ đạo ông Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power và Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power, giao cho Nguyễn Duy Quang, Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch PV Power, soạn thảo hợp đồng theo mẫu của hợp đồng EPC dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, đồng thời giao cho Phan Ngọc Hiền, Chánh văn phòng PV Power, lấy trước số các công văn tờ trình, quyết định về phê duyệt dự án điều chỉnh, lựa chọn nhà thầu để đưa vào phần căn cứ của hợp đồng và sẽ soạn thảo ban hành các văn bản này sau khi ký hợp đồng EPC với PVC. Ngày 28 tháng 2 năm 2011, ông Vũ Huy Quang và Vũ Đức Thuận đã ký hợp đồng EPC số 33. Cáo trạng kết luận việc chọn nhà thầu và ký hợp đồng EPC số 33 nêu trên là làm trái điều 41 Nghị định số 85/2009 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng, điều 16-17 Nghị định số 12 năm 2009 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, điều 9 điều 10 Nghị định số 48/2010 quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Cụ thể, hợp đồng EPC số 33 được lập ký không đúng quy định của pháp luật, có nhiều nội dung không có thật, nhất là không có điều 14 giá trị hợp đồng và thanh toán của điều khoản và điều kiện hợp đồng không có phụ lục 2, điều kiện và quy trình thanh toán, quy định về khoản tạm ứng không có thỏa thuận hợp đồng.
Hợp đồng được lập và ký chưa được hội đồng thành viên của chủ đầu tư phê duyệt và ban quản lý dự án Thái Bình 2 báo cáo. BVM vẫn đang đàm phán và chưa quy định thống nhất tỷ lệ tạm ứng hợp đồng với PVC. Nhưng theo đề nghị của PVC, BVM đã chuyển hơn 8 triệu đô la Mỹ và hơn 1.300 tỷ đồng cho ban quản lý dự án Thái Bình 2 để chuyển tạm ứng cho PVC số tiền 6,6 triệu đô la Mỹ và 1.300 tỷ đồng trái với các quy định của nhà nước. Việc tạm ứng tiền này được thực hiện dưới chiêu bài chuyển đổi chủ đầu tư như sau. Ngày 1 tháng 3 năm 2011, PVN và PE Power tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 ngay sau khi ký hợp đồng EPC số 33 ngày 2 tháng 3 năm 2011 theo chỉ đạo của ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận. Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc PVC đã xin PV Power cho tạm ứng 32 triệu đô la Mỹ. Do không có vốn nên cùng ngày 2 tháng 3 năm 2011, ông Đỗ Chí Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị PV Power đã ký công văn gửi PVN đề nghị cấp bổ sung vốn điều lệ quý 1 năm 2011 cho PV Power để có tiền tạm ứng cho PVC. Với lý do PV Power không đủ năng lực làm chủ đầu tư, Đinh La Thăng chỉ đạo ông Phùng Đình Thực và Nguyễn Quốc Khánh làm thủ tục để PVN thay PV Power làm chủ đầu tư dự án và nhận trách nhiệm tạm ứng cho PVC theo hợp đồng EPC số 33. Để quản lý và triển khai dự án ngày 31 tháng 3 năm 2011, Đinh La Thăng ký quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Ban Quản lý Dự án. Thuộc Ban Quản lý Dự án, trong cuộc họp ngày 31 tháng 3 năm 2011, công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án do ông Đinh La Thăng chủ trì, các ông Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Ninh Văn Quỳnh, Vũ Hồng Chương, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận có tham dự. Sau khi nghe ông Vũ Huy Quang đại diện PV Power báo cáo về việc hợp đồng EPC số 33 không đủ căn cứ, không thể tiếp tục thực hiện, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo Ban Đầu tư Phát triển PVN làm đầu mối chỉ đạo và trình duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh theo hướng giảm chi phí trong mức tổng đầu tư. Ban quản lý dự án rà soát lại tất cả các nội dung của hợp đồng EPC để tiến hành ký lại hợp đồng EPC giữa PVN và PVC. Theo cáo buộc để giải quyết các khoản nợ xấu tại Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC do đầu tư dự án bị thua lỗ, ngày 7 tháng 6 năm 2010, ông Đinh La Thăng cùng ông Phùng Đình Thực đã tổ chức cuộc họp với ban lãnh đạo của PVFC. Sau cuộc họp này, ngày 8 tháng 6 năm 2010, ông Đinh La Thăng thay mặt hội đồng quản trị ký ban hành nghị giao cho PVC nhận lại 5 dự án do PVFC đã thực hiện với vốn đầu tư có tổng trị giá là 793 tỷ đồng và giao ông Phùng Đình Thực, tổng giám đốc PVN chỉ đạo thực hiện. Do đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, ngày 17 tháng 8 năm 2010, ông Trịnh Xuân Thanh ký công văn gửi PVN đề nghị xin vay vốn. Do vậy, ngày 20 tháng 10 năm 2010, PVN là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, Ocean Bank, ký hợp đồng ủy thác để Ocean Bank cho PVC vay vốn thực hiện thanh toán và bù đắp thanh toán các khoản đầu tư nhận chuyển nhượng từ PVFC. Tổng số tiền vay là 793 tỷ đồng. Từ thực trạng trên, ngay sau khi được PVN chỉ định thực hiện gói thầu EPC, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Quý và Nguyễn Mạnh Tiến đẩy nhanh việc ký hợp đồng EPC số 33 khi chưa đủ thủ tục pháp lý, sau đó xin tạm ứng để có nguồn tiền sử dụng trả các khoản gốc lãi các khoản nợ, đầu tư, góp vốn vào các dự án công trình công ty khác. Sau khi được bổ nhiệm là trưởng ban tài chính kế toán, qua rà soát tình hình tài chính của PVC, ngày 6 tháng 5 năm 2011, Phạm Tiến Đạt lập báo cáo về tình hình tài chính của PVC, gửi hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc nêu rõ thực trạng PVC đã đầu tư quá nguồn vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ đồng và hiện không còn nguồn tiền nào để hoạt động. Vì vậy, sau khi được PVN, ban quản lý dự án tạm ứng 6,6 triệu đô la Mỹ và 1.300 tỷ đồng theo hợp đồng EPC số 33, các ông Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Quý, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến đã chỉ đạo bị can Phạm Tiến Đạt sử dụng 1.115 tỷ đồng từ nguồn tiền này để đầu tư, góp vốn vào các công ty, dự án công trình khác và trả nợ ngân hàng. Ngày 24 tháng 2 năm 2012, ông Phùng Đình Thực, lúc đó là chủ tịch hội đồng thành viên PVN, yêu cầu người đại diện phần góp vốn của PVN tại PVC là ông Trịnh Xuân Thanh báo cáo tình hình sử dụng đối với nguồn kinh phí PVN đã tạm ứng cho dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Theo cơ quan điều tra, ông Trịnh Xuân Thanh xác nhận PVC đã sử dụng phần lớn số tiền tạm ứng cho dự án
nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sai mục đích. Dù sau đó số tiền này được yêu cầu thu hồi lại, nhưng phải đến cuối năm 2017, khi vụ án ở giai đoạn điều tra mới thu được 1.087 tỷ đồng, số tiền hơn 119 tỷ đồng bị xác định là thiệt hại. Tháng 7 năm 2011, ông Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc PVC, được phân công phụ trách ban điều hành dự án vùng án Quảng Trạch ở Hà Tĩnh. Các ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Lương Văn Hòa, giám đốc ban điều hành dự án chuyển tiền để họ sử dụng. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2011 đến ngày 23 tháng 2 năm 2012, Lương Văn Hòa đã cùng các cấp dưới hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán thi công nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục khống. Nhà chức trách cho rằng Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh, giám đốc và kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỳnh Hoa, lập và ký 4 hợp đồng khống thuê công ty này thi công các hạng mục để rút tổng số hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành. Trong 13 tỷ này, ông Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng trong một lần chỉ đạo rút tiền để ông này tiêu Tết. Ông Vũ Đức Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng 3,6 tỷ đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa chiếm hưởng 757 triệu đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng gần 2 tỷ đồng. Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại các ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.